Vâng, chào toàn thể anh em đam mê PCP. Vẫn là em Dũng Bá PCP chuyên kẹo trì anh em nhé. Hôm nay em mang hẳn ra ngoài trời sáng này, quay video cho anh em xem. Anh em tham khảo cái mẫu kẹo cao cấp nhất của shop nhà em, kẹo Epic Igon hàng nhập của Trung Quốc anh em nhé. Trước khi vào giới thiệu sản phẩm thì em nói qua về cách thức giao dịch hàng của shop nhà em. Shop nhà em là ship hàng COD, nhận hàng, thanh toán tiền. Còn anh em lưu ý hàng nhà em là không đồng kiểm anh em nhé. Đấy, anh em cảm thấy tin tưởng ok thì anh em gọi điện đặt mua hàng. Còn anh em cảm thấy không tin tưởng thì mình có thể qua shop khác. Còn anh em cam kết với anh em hàng giới thiệu đến anh em như nào, cam kết với anh em là gửi chuẩn 100% như quảng cáo anh em nhé. Đây, hôm nay em giới thiệu cho anh em cái mẫu kẹo nhập Epic Igon. Đấy, hàng này nhà em có đủ cỡ từ 4.5 cho tới 6.40. Đấy, anh em nào dùng hàng nhà em rồi có gì góp ý anh em để lại bình luận, và anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái mẫu sản phẩm mới nhất của shop nhà em. Số điện thoại liên hệ của shop nhà em là 0967827368, em có để lại ở trên cái góc bên tay phải màn hình của anh em. Đấy, anh em có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại đấy, hoặc là liên hệ cho em qua Zalo anh em nhé. Đấy, như thời gian gần đây anh em đã biết là hàng nhà em là có hàng Epic Igon này. Đây là cái mẫu kẹo cao cấp nhất của shop nhà em thời điểm hiện tại anh em nhé. Hàng này thì là được nhập từ bên Trung Quốc về. Đấy, chứ không còn sản xuất ở Việt Nam nữa. Hàng này thông thường thì em cũng vẫn đang sản xuất ở Việt Nam, thế nhưng mà đợt này nó đang dịch, nó hơi gắt nên là em nhập thẳng về, em không sản xuất nữa. Đây, hiện tại em đang xem đây là cái mẫu 5.52 anh em nhé. Trọng lượng của nó là 1 cân một hộp như này anh em nhé, 1 cân một hộp lớn như này. Đấy, trọng lượng của viên kẹo là 18,3 gram và 1,19 gram. Đấy. Mỗi 1 cân như này tương đương với khoảng 800 viên anh em nhé. Đấy, khoảng 800 viên 1 cân như này. Hiện tại giá, thời điểm hiện tại em đang bán giá là 500.000 một cân bao ship. Đây anh em nhé, hàng cho anh em xem trực tiếp. Đấy, 500.000 một cân bao ship anh em nhé. Hàng này có độ chuẩn rất cao, bao chuẩn cho anh em là 130m. Đấy. Bao lắp C2 cho anh em là 90m, bao chuẩn là 130m anh em nhé. Hàng Epic Igon, hàng này là khuôn nhập, chỉ nhập chỉ này để làm ra cái kẹo này, nó là chỉ của Hàn Quốc anh em nhé. Khuôn thì là khuôn của Trung Quốc. Đấy, thế nhưng mà thời điểm hiện tại này là em đang nhập thẳng kẹo từ bên Trung Quốc về. Đấy, còn nếu mà kẹo ở nhà em sản xuất ra thì nó cũng vẫn như này thôi. Đấy, nó vẫn là khuôn này, vẫn là cái chì như này anh em nhé. Đấy, hàng này em đang bán giá là 500.000 một cân bao ship anh em nhé. Đấy, hỗ trợ bán lửa cân cho anh em là 280.000. Đấy, anh em có gì thắc mắc anh em cứ liên hệ cho em qua số điện thoại ở góc màn hình anh em nhé. Đấy, đây là chi tiết mẫu kẹo anh em nhé. Hàng chuẩn đẹp không bao vi anh em nhé. Đấy, hàng cao cấp nhất của shop nhà em thời điểm hiện tại, váy chung 2 tầng, bao chuẩn 130 đến 150m. Hàng này là hàng ngon nhất ở thời điểm hiện tại của shop nhà em anh em nhé. Đấy, hàng Epic Igon có đủ kích cỡ từ 4.5 cho tới 6.40. Đấy, đủ để phục vụ anh em. Đấy. Đấy, anh em cần thì cứ liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại ở góc màn hình bên tay phải anh em nhé. Đấy rồi, ok, chào anh em.